xanh thì nó cũng như thế. À, thì về về mặt cái hình dáng màu sắc đó, thì bưởi Ruby đó đã hoàn toàn chuyển sang xanh, đúng không ạ? Còn để quanh xem Vinh nhiếp thử. Rồi mình là quanh làm sáng lập thương hiệu đồ ôm cô giống con ông Lê Chư tại thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình quay trở lại để giới thiệu đến quý bà con và mọi người về cây giống mới, cây giống bưởi Ruby. Trên đây quanh đây là một cái phần của cái bưởi Ruby đã trồng thành công tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là bên quanh làm giống, xem giống từ Thái Lan về và trồng thử nghiệm để test về khí hậu và môi trường tại Vĩnh Long. So sánh hai thứ coi xem nó như thế nào ha mọi người ha. Bây giờ mọi người hãy cùng qua chúng ta cùng cắt bưởi rồi sau đó chúng ta xem bé khác này như thế nào nha. Hai mọi người, quên đã cắt xong rồi. Đây là bưởi Ruby, quên đã cắt xong. Đây là bưởi Ruby, mọi người có thể nhìn tận cảnh xung quanh. Đây là bưởi Ruby nè, đây là bưởi Ruby, còn đây là bưởi da xanh nha. Đây là bưởi da xanh, đây là bưởi da lột dưới rồi. Đây ạ, đây là bưởi da xanh, đây là bưởi Ruby. Hai cái hoàn toàn khác nhau, đúng không? Cái thì nó hơi đỏ hồng luôn, như ruby luôn, hai bên nó liền nhau hết ạ. Bưởi da xanh thì nó cũng như thế. Đó, thì về về mặt cái hình dáng màu sắc đó, thì bưởi ruby đó đã hoàn toàn chuyển sang xanh, đúng không ạ? Còn để quanh xem Vinh nhiếp thử nha, nhiếp thử xem thế nào nha. Nó hơi có một ít hạt thôi. Ngon. Thật ra rất là sâu, cái muối bưởi rất là to. Cái muối bưởi to như thế này luôn nè. Mì vỡ rồi. Cái muối bưởi rất là to, to như thế này luôn. Hầu một phần thôi nha, nó to này. Cơm nó rất là dày. Về cái độ dày của muối, độ mọng nước của muối và độ ngọt thì giờ Vân thấy là được 20% là chua, nước hơi chua chua, rồi 80% là ngọt. Nên là đối với những em bé hoặc là những bạn mà sợ ngại chua thì ăn bưởi Ruby khá là ok. Còn bưởi da xanh thì chúng ta không bàn, tại trước giờ bưởi da xanh nó cũng đã ngon hơn cái vị của nó rồi, chúng ta trồng khá là nhiều rồi. Nhưng mà so với rất là ngon. Bữa đây bây giờ về phần muối nó mọng nước hơn, độ dày của muối thì dày hơn rất là nhiều, mọng nước dày hơn, ngọt hơn. 80% là ngọt và 20% là chua. Hạt thì có một ít hạt, màu sắc thì đỏ hơn, đậm hơn, đậm hơn cái màu đẹp hơn bưởi da xanh của chúng ta. Đó, đây là bưởi da xanh, đây là bưởi Ruby. Rồi, đồng thời bây giờ chúng ta đến cái vỏ nha. Đây là cái phần vỏ của bưởi Ruby lúc hồi nãy. Đó, đây là phần vỏ Ruby lúc hồi nãy. Chúng ta nhìn thấy mình ăn cái vỏ. Cái vỏ của Ruby thì rất là mỏng nha. Cái từ hồi nãy giờ cái bối mà khi mà Vân tháo ra nó chỉ có bao nhiêu đây thôi nè. Đó, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Đây là của bưởi Ruby nè. Rất là mỏng, vỏ thì cực kỳ mỏng luôn. Chúng ta có mua về chúng ta ăn thì chúng ta cắt khéo khéo hơi phải. Rồi đây là bưởi da xanh nè. Đây là bưởi da xanh nè. Chúng ta thấy nào ạ? Từ phần vỏ thì bưởi da xanh và bưởi Ruby thì bưởi da xanh nó dày hơn, bưởi Ruby rất là mỏng luôn. Đây là nguyên trái bưởi bưởi da xanh hồi nãy nè, vỏ nè, vỏ rất là dày. Thì về cái phần thịt bưởi, cái quả bưởi bên trong á, cùng một trọng lượng thì bưởi Ruby á nó sẽ nhiều thịt nhiều cơm hơn bưởi da xanh, mọng nước hơn, vitamin nhiều hơn, nhưng nó có màu đỏ đậm hơn. Còn về công dụng thì nó sẽ như nhau. Tuy nhiên để mà nhiều vitamin hơn thì khả năng tăng cường sức đề kháng cũng như là hấp thu tiêu hóa người nó sẽ mạnh hơn là bưởi da xanh. Đó là những lý do vì sao bên Thái Lan hiện tại bây giờ người ta trồng cái giống bưởi Ruby này rất là nhiều và hầu như là thay thế hết cho tất cả các loại bưởi khác. Thì vì những lý do đó khi mà quanh cùng với các anh chị bên Thái Lan tham khảo
thì mới quyết định là đem cái bưởi ruby này về trồng. Trước tiên đầu tiên là tại Vĩnh Long để xem nó có hợp với thổ nhưỡng của Việt Nam hay không. Và rất là may mắn mới 26 tháng thôi thì bưởi ruby đã cho trái được trái chín đầu tiên rồi. Thì chính là nhờ những cái đặc biệt như thế nên là trong thời gian sắp tới quý bà con lưu ý là chúng ta nên tìm hiểu kỹ cái giống bưởi ruby này để chúng ta có thể trồng cho khu vườn nhà mình. Và nếu mà quý bà con có nhu cầu tìm hiểu giống thì có thể liên hệ với giống con ông để chúng tôi có thể giúp hỗ trợ kiến của bà con. Tại vì cái phần về phần cây giống nó còn nhỏ của bưởi da xanh và bưởi ruby thì quanh co rồi thì có thể tìm giống như vậy. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một phần nữa xem lại đây là bưởi da xanh, còn đây là bưởi ruby. Bưởi da xanh và bưởi ruby hoàn toàn khác nhau về phần thịt nha mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào mọi người, mình là Oanh, đồng sáng lập thương hiệu vườn ươm cây giống con ong BT tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì ngày hôm nay Oanh quay trở lại để giới thiệu với mọi người về một cái loại cây giống mới, đó là cây giống bưởi ruby có xuất xứ từ Thái Lan. Thì rất là nhiều các cái bà con inbox là hai cái cây giống này thì nó khác nhau. Chỉ khi bà con đi mua thì nó không có bị nhầm, mua được đúng cái giống bưởi ruby mà mình cần. Thì hiện tại bây giờ trên bàn của Oanh thì đang có hai ba cây, đó là hai cây bưởi này, là hai cây bưởi ruby ruột đỏ, còn đây là cây bưởi da xanh của mình nè. Giống bưởi da xanh thì khá là quen thuộc với mọi người rồi. Thì đây cây bưởi da xanh là hình thức của lá, thì hình thức của lá là nó như nhau, đều có cái thức ở dưới và cái bầu ở phía trên. Nhưng mà khi mà chúng ta sờ trực tiếp vào cái lá bưởi da xanh thì chúng ta sẽ thấy nó khác. Thứ nhất là lá bưởi da xanh cái gân nó hiện rõ lên trên bề mặt lá luôn. Và cái lá nó dày hơn nên khi là chúng ta sờ vào chúng ta sẽ thấy nó hơi nhám nhám. Và lá của nó thì đối với những cái lá lớn thì nó sẽ to hơn cái lá bưởi ruby, lá bưởi ruby nó sẽ nhỏ hơn. Còn đối với phần lá của bưởi ruby á, thì cấu trúc hình dáng thì nó y như cái bưởi da xanh rồi á, y gan luôn. Nhưng mà khi chúng ta sờ vào chúng ta sẽ thấy nó mịn, bề mặt nó rất là mịn nè, con này nó bóng luôn. Cái phần lá nó bóng luôn, bề mặt lá nó bóng luôn. Cái phần gân thì nó chìm ở bên trong phần lá nên là sờ cho nó mịn màng, mỏng hơn, lá mỏng hơn, bề mặt mịn màng hơn, sờ vô thích á. Thì thực sự là hiện tại bây giờ Quân cũng đang tìm cách để phân biệt tốt nhất, nhưng mà khi mà cây còn nhỏ như thế này á thì chúng ta hơi bị khó phân biệt ạ. Nhìn nó như nhau, cấu trúc hình dáng lá là như nhau, chỉ có cái sờ là hơi khác nhau. Đặc biệt chúng ta lưu ý là bưởi ruby thì cái bề mặt lá nó mịn và nó bóng nha mọi người. Nếu nó có củ bụi thì khi chúng ta rờ vào một hồi nó hết cái phần bụi nó đi thì nó sẽ rất là bóng và mịn đó. Đây là cái cách cơ bản nhất để chúng ta phân biệt cái sự khác nhau giữa cây giống bưởi ruby và cây giống bưởi da xanh. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều bà con bơn phân không biết là bây giờ mua về thì có phải đúng giống bưởi ruby hay không, trong một thời gian nó không ra bưởi ruby nữa thì rất là kỳ. Thì nên có một lời khuyên với bà con là hãy tìm những cái vườn ươm cây giống nào uy tín mà hãy nhập cái loại này về. Tìm những cái vườn ươm uy tín để chúng ta có những cái cây giống phù hợp như ý mình mong muốn. Thì hiện tại bây giờ bưởi ruby đã được vườn ươm cây giống Hoa Con Ong lấy bo từ ở bên Thái Lan về và ghép với lại cái gốc bưởi lông cụ cò để cây có khả năng sinh trưởng tốt như thế này. Thì trong vòng 26 tháng kể từ ngày đặt xuống ở dưới dưới đất của chúng ta thì bưởi ruby sẽ bắt đầu cho trái. Và trong cái đoạn clip phân tích trước trước thì Quynh cũng đã giới thiệu với mọi người thì cái bưởi ruby thì nó rất là tuyệt vời. Nó màu rất là đỏ đậm, vitamin rất là nhiều, nó làm cho chúng ta ăn cảm thấy rất là ngon, ngọt nước rồi. Và cái muối nó dày nữa. Nên đây là một cây bưởi sẽ hết trong thời gian sắp tới. Quý bà con lưu ý để trồng nha. Nếu quý bà con có nhu cầu mà tìm giống chính xác thì có thể liên hệ với vườn ươm cây giống Con Ong tại địa chỉ số 182 đường 868, tổ 5, ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hoặc gọi vào hotline 0907 773 733, 0907 773 733. Thì Quanh rất là hân hạnh được giúp cho mọi người tìm được cái cây giống bưởi ruby đúng giống, chất lượng, khả năng sinh trưởng tốt mọi người ha. Nếu có nhu cầu thì cứ liên hệ với Quanh Hoa để mọi người. Một lần nữa cảm ơn quý bà con, cảm ơn mọi người đã xem video của Quanh cùng với các cộng sự và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.